Nhưng mà cái đó là túi của tôi mà. Tôi không có lấy tiền của bà Cá My thiệt. Sao mày nói túi đấy là túi của con Larry? Đây đúng là cái túi của tôi. Nhưng mà tôi thật sự không lấy tiền của bà Cá My. Trời ơi, rõ ràng 10 triệu trong túi của bà rồi mà bà còn chối nữa hả? Tôi... Ủa? Bộ 10 triệu nào cũng là của Cá My hả? Mày có bằng chứng gì nói 10 triệu đó là của Cá My? Số tiền đó là tao cho Misa mượn. Tại vì Misa đang khó khăn. Mày nói chuyện mắc cười quá à. Làm gì có chuyện trùng hợp như vậy. Trong khi Cá My thì mất 10 triệu mà mày lại cho con Misa mượn 10 triệu. Ủa, mà hai tụi mày mới gặp nhau có một ngày à? Mà mày đã dám cho nó mượn số tiền lớn như vậy luôn đó hả? Ủa, hoang đường. Được rồi, mày chống mắt lên mà coi đây nè. Tao dư tiền nên tao thích cho ai mượn là quyền của tao. Tụi bay nhìn đi, tiền ăn vặt hàng tháng của tao thôi cũng đã nhiều như thế này rồi. Vậy tao cho Misa mượn 10 triệu có được hay không? Tôi cảm ơn bà nha. Tại vì tháng này tôi kẹt quá. Tôi có tiền tôi sẽ trả lại cho bà. Nhưng mà 10 triệu của tôi, tôi nghĩ là tiền của bà để lạc đâu đó thôi. Bà tự tìm lại đi. Thôi, tao hết việc rồi, tao về trước. Sao mày kêu cặp đó là của con Larry? Rõ ràng tao hỏi nó là của con Larry mà. Trời ơi. Nhưng mà mình đâu có muốn hại con Misa đâu. Giờ sao? Bây giờ lỡ chơi rồi thì chơi tới cùng thôi. Tại vì nó cũng là một đối thủ đáng gờm mà. Bây giờ 10 triệu của tao nó lấy luôn rồi kìa. Cái số tiền bẩn thỉu này á, mấy người nhận lại đi. Và đừng bao giờ dở cái trò này nữa. Nếu không tôi sẽ mét cho quản lý đó. Mày đừng tưởng mày được quản lý ưu ái á thì mày làm gì thì mày làm. Ưu ái gì ở đây? Tôi đi lên bằng chính thực lực của mình nè. Mày á thì có thực lực gì chứ? Thực lực hay không á, chờ đến bài kiểm tra cuối tháng đi. Ê mày, mà tao thấy con Nari á nó chỉ được cái mồm thôi. Còn con này mới là đối thủ đáng gờm. Mày coi chừng. Tao á sẽ không để nó đắc ý được lâu đâu. Ê Giang. Ừ. Ông hiện tôi ra đây cái gì không? Tặng bà này. Dễ thương quá vậy. Cảm ơn nha. Mà sao tự nhiên tặng quà tôi hoài vậy? Mà sao ông lại hỏi tôi về vụ túi sách của Nari? Túi sách? À, thì tôi nghe nói là túi sách đó đẹp lắm. Nên tính hỏi bà mua ở đâu để có gì tôi mua tặng quà cho người ta mà. Người ta hả? Ông có bạn gái rồi hả? Cũng có thể là như vậy. Nhìn ông vậy mà cũng có bạn gái rồi ha. À, không. Ý tôi không phải vậy. Ba tôi gọi nè. Chắc tôi về trước nha. Lần khác mình nói chuyện nha. Vậy thôi. Gặp sau nha. Larry, sao bà chưa về nữa? Tôi đang đợi xe. À mà chuyện lúc nãy á, cảm ơn bà nha. Không có bà tôi không biết sao luôn á. Cảm ơn gì chứ, có gì đâu. Tại tôi không thích mấy đứa sống chó nên là tôi mới làm vậy thôi. Mà thật ra cũng không liên quan tới bà. Nhưng mà dù sao bà cũng đã giúp tôi. Hay là để tôi khao bà một chầu nha. Vậy bà bao nha.
Thì đương nhiên rồi, tôi khao bà mà. Ủa, sao hai bà chưa về nữa? Tụi tôi đứng đây chờ xe. Mà bà là Gia Hân đúng không? Ừ, tôi là Gia Hân. Tôi ở trong công ty cũng lâu rồi đó, nên là có gì mấy bà không hiểu thì cứ hỏi tôi. Thật ra tôi cũng có chuyện muốn hỏi. Theo bà á, thì ai sẽ là người có khả năng lấy được hợp đồng 500 triệu? Theo tôi nghĩ là Jin Jin. Mặc dù bà hơi xấu tính một tí, nhưng mà cái gì bà cũng giỏi đó. Cái con chó điên đó, có ngày tôi rọ mõm nó lại đó. Nhưng mà Jin Jin có một điểm yếu là không nhảy được sexy dance. Mà công ty mình thì chị Lee Kyo chỉ cho nhảy choreography với lại hip hop dance thôi à. Nên là điều đó cũng không quan trọng lắm. Tôi nghĩ bà cũng là ứng cử viên sáng giá nhất á. Mấy bà còn gì để hỏi không? À không. Thôi xe tới rồi, tôi đi về trước nha. Bye. Vậy thôi tôi cũng về. Bye. Mấy người làm cái gì vậy? Ủa, làm gì là làm gì? Lỡ tay thôi mà, làm gì ghê vậy? Lỡ tay rồi thì lâu đi, để người ta còn tập nữa. Ủa, mắc cười quá à. Công ty có lao công mà, mắc gì tôi phải dọn, đúng không? Đâu rồi bạn ơi? Chú cha mà ở nhìn nó kìa. Trời ơi, nhìn cái gì mà nhìn tao mập mập giờ. Lau sạch vào cho chị. Nhìn nó không khác gì một con lau công mà ha. Ok, mấy em mà muốn có một cái body chuẩn á thì phải cố gắng rèn luyện thể lực giống như anh đã chỉ nha. Nào bây giờ mọi người cố gắng tập cho anh xem nào. Tôi xin lỗi bà nha, tôi không có cố ý đâu. Em có bị gì không? Em không sao. Như vậy mà kêu không sao hả? Nó bị sưng rồi, nhưng mà chắc cả một ngày sẽ ổn thôi. Tôi chỉ biết không, tại vì tôi thấy trong em vậy. Ba đen chỉ làm cho mình ngọt, sốt. Oh my god, mình xin lỗi nha, mình không có cố ý. Mấy người muốn cái gì nữa đây? Muốn gì hả? Tao muốn mày biến khỏi mắt của tao. Tao làm cái gì mà sao tụi bay cứ kiếm chuyện với tao hoài vậy? Đơn giản là tao nhìn tao ngứa mắt. Mấy? Đừng bị sao? Mình tính đi. Mày ngồi mày đánh đi. Mày đánh đi nè. Tao nhắc cho mày nhớ. Ở cái công ty này, đánh nhau là đuổi thẳng cổ, không cần biết lý do. Nè, đánh đi cưng. Né đi. Tao sẽ không vì đám con nít tụi mày mà ảnh hưởng tới tương lai sự nghiệp của tao. Tụi mày thích làm gì thì làm. Tao không quan tâm. Con này láo thiệt. Đến giờ vẫn chưa biết sợ. Lần này tao phải chơi lớn mới được. Đi rồi bay.